tất cả những người dân Việt Nam, kể cả những người không yêu bóng đá, đó, cũng hòa trong cái niềm vui của đội tuyển nói riêng và của cả nước nói chung. Ngay như bản thân tôi thấy đó, ngay tại chỗ thị xã Đồng Xoài đó các bạn, tỉnh Bình Phước đó, có những người lớn tuổi phải tầm cỡ phải 70 mấy 80 rồi đó, phụ nữ đó các bạn, nhưng mà cũng ra đứng ở lề đường, xong rồi cầm hai cái nắp nồi đánh xoèn, và hô là Việt Nam vô địch đó. Và bản thân tôi cũng không chạy xe, tôi dừng xe lại luôn đó, tôi dừng xe lại và coi như là tôi cũng thò người ra, coi như là Việt Nam muôn năm, Việt Nam vô địch, và bóp còi tin, rất là vui các bạn đó. Thì như tôi đã nói trở lại, bên cạnh cái niềm vui đó thì cũng có những cái hạt sạn, vài cái hạt sạn nó gợn lên. Thì tất nhiên những cái hạt sạn đó đã được nhân dân nói chung và cộng đồng mạng nói riêng lên án hết sức kịch liệt đó. Thì trong vài cái hạt sạn đó thì phải nổi lên, đó là cái hạt sạn to mà có thể gọi là hòn đá luôn chứ không phải hạt sạn nữa. Đó chính là ông Danny Hauer. Thưa với các bạn, thì cái chủ đề hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là cái người thầy giáo dạy tiếng Anh tên là Danny Hauer đã xúc phạm đến lãnh tụ của chúng ta, mà cụ thể đó là xúc phạm đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó thì hôm nay với cái tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái chủ đề này. Đó. Và bản thân tôi cũng như rất nhiều người rất là bức xúc trước những cái hành động không có văn hóa, chứ không phải là thiếu văn hóa, của cái ông Danny Hauer, một người nước ngoài đang sinh sống và lao động tại đất nước Việt Nam, mà cụ thể đó là tại thủ đô Hà Nội. Thì cái chủ đề mà tôi livestream với các bạn hôm nay đó là lên án cái thái độ cũng như cách hành xử vô văn hóa của ông Danny Hauer, một người thầy giáo dạy tiếng Anh tại Hà Nội. Nếu các bạn nào mà gọi là bức xúc cũng như là muốn chia sẻ, thì sau khi tôi sẽ nói xong cái ý của tôi thì tôi sẽ xin mời các bạn lên chia sẻ cùng với tôi, cũng như là chia sẻ cho cộng đồng mạng và những người dân người ta được biết. Và tôi hy vọng rằng tiếng nói của chúng ta sẽ một phần nào làm vơi đi cái bức xúc của gia đình của Bác Giáp, gia đình của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tại vì theo thông tin tôi biết được, hiện nay gia đình của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp hết sức là bức xúc trước cái hành động vô văn hóa của cái ông có cái tên là Danny Hauer, giáo viên dạy tiếng Anh. Thưa với các bạn, thì cái câu chuyện của nó là sau khi cái chiến thắng vang dội của đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta ở trên cái đấu trường bóng đá AFC, tức là giải châu Á, thì rất nhiều người hưởng ứng và rất nhiều người hâm mộ. Đó. Và mỗi người thì có một cái cách thể hiện khác nhau. Đó. Thì ở trong những cái người mà hâm mộ và thể hiện cái sự thành công, cái sự anh hùng của đội tuyển U23, thì có một cái người ta cho rằng nếu đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta mà thành công hơn nữa thì người ta sẽ xăm những cái biểu tượng, thí dụ như là cờ đỏ sao vàng hay là chữ U23 Việt Nam,
hay là chữ Việt Nam vô địch gì đó trên trên ngực, trên vai hoặc trên tay của người đó, tức là cách biểu lộ thôi. Mà tôi cho rằng cái vấn đề này cũng là tốt thôi chứ không có gì đó. Nhưng mà cái ông Danny Hauer này, ông mới lấy cái câu chuyện đó và ông đã làm viết một cái tweet đưa lên trên mạng. Đó, thì cái nội dung của cái tweet đó như thế nào chắc có lẽ các bạn ở đây chắc cũng đã biết hết tất cả rồi. Đó, tôi không muốn nhắc lại cái nội dung của cái tweet đó từ tiếng Anh dịch ra tiếng Việt, tại vì có những cái lời lẽ hết sức là thô tục, lời lẽ thô tục, mà đặc biệt đỉnh điểm đó là mang tên của lãnh tụ chúng ta, một trong hai lãnh tụ chúng ta, phải nói như vậy. Đó là cụ thể đó là bác Võ Nguyên Giáp mang ra để mà nó đùa cợt, nó xúc phạm. Thì sau khi clip đó đăng tải thì hầu như cộng đồng mạng cũng như nhân dân mà người ta biết đó, thì người ta phải nói là người ta phản ứng rất là dữ dội. Các bạn, người ta phản ứng vô cùng. Tại vì nói gì thì nói, nhưng mà tuyệt đối ở Việt Nam chúng ta hầu như thì các lãnh tụ, trong đó chỉ có hai lãnh tụ thôi, mà tôi nghĩ, tôi cũng như các bạn nghĩ, đó là Bác Hồ và hai là Bác Giáp, là hai người cha của dân tộc Việt Nam chúng ta. Mà xúc phạm đến những người đó thì có nghĩa, đồng nghĩa là xúc phạm đến những gì thiêng liêng và cao quý nhất của dân tộc Việt Nam. Thì cái ông Danny Hauer này, ông đã viết một cái tweet và nội dung là xúc phạm, và xúc phạm với những cái lời lẽ hết sức là thô tục, dung tục. Thì sau khi bị cộng đồng mạng và nhân dân lên án thì ông ta cũng có viết lại một cái tweet là xin lỗi, vì ông ta không biết. Và sau khi về, ông ta hỏi vợ của ông ta, vợ ông ta là người Việt Nam, thì ông ta mới biết rằng là như vậy là xúc phạm, và ông ta có đánh tiếng là xin lỗi, ở trên trang Facebook cá nhân. Và đã được cơ quan mà nhà nước của mình có liên quan đó, Bộ Văn hóa Truyền thông, có mời lên, có đánh giấy mời, lên để làm việc về nội dung cái sự việc đó. Còn cái thông tin mà sau đó thì như thế nào thì đó là có những cái thông tin nó không đúng, thì chúng ta tạm thời chỉ dừng lại ở cái chỗ là cơ quan chức năng người ta mời lên làm việc thôi, về cái hành vi mà xúc phạm đến lãnh tụ của Việt Nam, mà xúc phạm những cái lời lẽ hết sức là thô tục, không có văn hóa. Thì câu chuyện chúng ta chỉ có dừng đến cái chỗ mà cơ quan văn hóa thông tin người ta mời lên làm việc. Thì qua câu chuyện như vậy, chắc có lẽ các bạn cũng đã biết tương đối là cụ thể đó. Thì sơ lược câu chuyện là như vậy. Thì đứng về giác độ mà tôi cũng như anh em ở trong nhóm Việt Vision thì có nhận xét như thế này. Bản thân ông Danny Hauer này là một giáo viên dạy ngoại ngữ, mà lĩnh vực giáo viên thì tôi có một cái sự suy nghĩ rằng là bất kỳ ở quốc gia nào trên cái trái đất này mà đã hoạt động ở trong lĩnh vực nhà giáo, thầy giáo thì đều có một cái mô phạm, một cái sư phạm, cũng như là một cái nhận thức nhất định. Chứ không phải nào nói gọi là cầu bằng, cá mè một lứa được hết. Tại vì muốn gì, chừng mực gì thì họ cũng là cái gọi là cái người thầy, truyền đạt những cái sự hiểu biết của mình cho những người khác ở những lĩnh vực nào đó, A, B, C, D nào đó.
Thì cụ thể là cái ông Danny Howard này là lên lớp về tiếng Anh, về ngoại ngữ đó. Thì như vậy bản thân ông ta cũng phải có một cách ứng xử nhất định đó. Đây tôi nói ứng xử tốt, ứng xử văn hóa. Thứ hai nữa, khi ông ta muốn đến một cái quốc gia nào đó, để ông ta gọi là đi chơi thôi, tôi chưa nói là đi lao động, đi làm ăn, thì ông ta cũng đã được khuyến cáo, được thông báo cái đặc điểm, tình hình, cái cách sống, cái quan hệ, cái đối ngoại, cái giao tiếp của người dân bản xứ, hoặc là cái thể chế chính trị của quốc gia đó. Cái đó rõ ràng. Đó, tôi nói là mới du khách thôi. Chẳng hạn như tôi đi qua Thái Lan đó, thì tôi được thông báo hay là được khuyến cáo rằng là gì? Làm gì thì làm, nói gì thì nói, nhưng không được đụng chạm những cái câu nói, thể hiện những cái câu nói mà nhạy cảm, mà xúc phạm đến nhà vua Thái Lan. Đó, cái vị vua mà năm vừa qua đã già yếu mất đó các bạn. Đó, thì đã được thông báo như thế rồi. Đó, thì làm thì đó. Rồi hay là chẳng hạn như là đi đến một cái đền chùa, một cái nhà thờ đó, thì cũng được thông báo khuyến cáo rằng là gì, khi anh đến là anh phải nói nhớ, anh phải nói là nhỏ, nói nhỏ để không có tạo cái sự trang nghiêm, làm mất cái trang nghiêm đó, của cái nơi nhà thờ, của cái nơi chùa chiền, cái nơi những cái khu vực, những cái phạm vi tôn giáo mình đến đó, thì cũng đều được thông báo và khuyến cáo hết đó. Huống hồ chi là chúng ta, hoặc là bản thân cái ông Danny Howard này, cũng qua ông lao động, thì đã khi qua lao động làm ăn thì dứt khoát phải tìm hiểu rõ ràng, cụ thể cái quan hệ giao tiếp, cái cách ứng xử văn hóa, thậm chí còn nghiên cứu về lịch sử nữa, của cái đất nước đó nữa, để mà gì, để mà mình hòa nhập với cộng đồng dân bản xứ mà cái nơi mà mình chuẩn bị đến, hoặc mình đang đến làm ăn sinh sống. Đó, một cái việc nữa đó, một cái ý nữa đó. Tại làm sao cái ông Danny Howard này ổng không mang gia đình của ổng ra ổng nói hả? Tại sao ổng không mang lãnh tụ, lãnh đạo của cái quốc gia của ông ta là quốc tịch đó mang ra nói, mà lại mang một cái người ở cái đất nước ông ta đang lao động? Không những vậy, ông ta còn đưa ra một trong hai lãnh tụ cao nhất của nhân dân Việt Nam mang ra làm trò đùa. Thì các câu hỏi tôi có quyền đặt ra, cũng như các bạn cũng có quyền đặt ra, tại sao cái ông Danny Howard này không mang gia đình ông ta ví von đi, không mang bố mẹ ông ta ra ví von đó, hay là không mang những người tổng thống, phó tổng thống ở cái đất nước của ông ta ra nói, mà lại mang người Việt Nam ra nói, mà trong người Việt Nam đó thì ông ta lại mang cái tên một trong hai lãnh tụ cao quý nhất của dân tộc Việt Nam. Các bạn thấy không? Đó. Các bạn thấy là một cái sự gọi là nói gì, một cái sự thể hiện có tính toán, chứ không phải là một câu đùa cợt giỡn được, không có phải một cái câu đùa cợt giỡn được. Qua cái tweet anh ta đăng là xin lỗi, anh ta nói rằng là ông ta nói đùa và ông ta không biết, thì đó, tôi cho đó là ngụy biện hết tất cả, đó là ngụy biện đó, chứ không phải là cái lời nói đùa. Lời nói đùa như rất nhiều cách nói đùa, nhưng lại mang một trong hai lãnh tụ cao quý nhất của dân tộc Việt Nam chúng ta ra để mà làm trò đùa, thì vậy gọi là đùa giỡn à, và không biết à. Sau khi vợ của ông ta nói thì ông ta mới biết, một đó là câu trả lời ngụy biện đó. Và tiếp theo một ý nữa,
thì ông ta có đăng cái lời xin lỗi đó, lên trên Facebook cá nhân của ông ta. Nhưng đến giờ phút này, theo thông tin chúng tôi được biết, thì gia đình của bác Giáp vẫn chưa biết được. Rồi Khánh, tí nữa anh sẽ mời chú lên. Bản thân gia đình của bác Giáp vẫn chưa nhận được cái lời xin lỗi chính thức. Đó. Và nhân tiện đây tôi nói luôn là cái sự bức xúc của gia đình của bác Giáp, phải nói rằng rất là phẫn nộ, rất là bức xúc. Như tôi đã nói khi nãy, cái ý khi nãy đó, tại sao nó không mang gia đình của nó ra nó đùa giỡn, tại sao nó không mang tổng thống, phó tổng thống của cái nước của nó mang ra nó đùa giỡn, mà nó lại mang bác Giáp ra đùa giỡn. Và câu trả lời của nó là câu trả lời ngụy biện, tôi không chấp nhận được. Các bạn có gì tí nữa các bạn xin mời các bạn lên chia sẻ. Chứ riêng cá nhân tôi cũng như các anh em ở trong nhóm Việt Vision chúng tôi là không chấp nhận cái vấn đề đó, không chấp nhận vấn đề đó, đó là nguy biện. Tại vì cái ông Daniel Auer này không phải là mới qua Việt Nam, mà qua cũng tương đối là lâu, và thậm chí còn nổi đình nổi đám, nổi đình nổi đám một thời gian ở trên mạng xã hội. Đó là ông ta phê bình, góp ý với lại cách phát âm tiếng Anh của giáo viên Việt Nam, của giáo viên tiếng Anh người Việt Nam. Đó, thì cũng đã nổi đình nổi đám một thời gian ở trên mạng xã hội rồi. Đó, chứ không phải là ông ta mới qua, ông ta không biết gì cả, mà ông ta lao động và lập gia đình ngay tại Việt Nam. Thấy không? Đó, tôi nói là một cái thái độ vô văn hóa và cần phải lên án một cách quyết liệt. Thì có gì là tí nữa thì sẽ xin mời các bạn lên tham gia và chia sẻ. Nhưng riêng cá nhân tôi, riêng cá nhân tôi, thì tôi đề nghị với các cơ quan có liên quan, cụ thể đó là Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam và các cơ quan có liên quan, phải có những cái phản ứng, những thái độ, những biện pháp quyết liệt đối với cái tên Daniel Howard này. Vì đã có những cái hành vi xúc phạm trực tiếp, có những cái lời lẽ dung tục, thô tục đến lãnh tụ của Việt Nam, và làm ảnh hưởng đến cả một gia đình của đại tướng Võ Nguyên Giáp, của bác Giáp. Và bên cạnh đó xúc phạm đến cái sự thương yêu, cái sự kính trọng của đại đa số người dân Việt Nam về lãnh tụ, thì cái hành động của tên Daniel Howard này phải được Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nghiêm khắc lên án quyết liệt. Và tôi đề nghị cá nhân tôi đề nghị thôi, nên trục xuất tên Daniel Howard này ra khỏi đất nước Việt Nam, vì bản thân nó không xứng đáng ở tại đất nước Việt Nam này để làm ăn và sinh sống. Tại vì nó không hiểu gì về con người Việt Nam, nó không hiểu gì lịch sử Việt Nam, nó không hiểu về văn hóa Việt Nam, thì nó không xứng đáng là có mối quan hệ với người Việt Nam, cũng như làm ăn sinh sống tại đất nước Việt Nam. Đồng thời cũng là làm gương cho một số tên nước ngoài, có quốc tịch nước ngoài đó, mà vào Việt Nam lao động, du khách vãng lai đó các bạn, thì chúng ta có thể bỏ qua. Nhưng vào trong đất nước Việt Nam này làm ăn, sinh sống, lập gia đình luôn, thì đồng thời phải nghiêm trị, cảnh báo và gọi là có những cái biện pháp mà răng đe đó, răng đe những cái người mà có quốc tịch nước ngoài khi vào Việt Nam làm ăn sinh sống, thì phải nên tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, cách giao tiếp. Đó là một cái cách ứng xử phổ thông nhất
của bất kỳ một con người nào. Chứ tôi không nói là lĩnh vực thầy giáo. Nói về thầy giáo thì bản thân tôi lại tôi nghĩ, tôi nghĩ lại liên quan đến đến vài cái nhân vật. Thì đứng về cái giác độ câu chuyện như vậy, thì bản thân tôi thì tôi đề nghị rằng là coi như là nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phải có thái độ nghiêm khắc, thích đáng và cụ thể, đó là trục xuất tên này ra khỏi đất nước Việt Nam, không cho nó ở tại đất nước Việt Nam chúng ta nữa.